Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với anh Cơ Bắp và trợ thủ anh Chọc. Hôm nay trời mưa nên anh Cơ Bắp vừa chơi bi, vừa được anh Chọc che dù cho khỏi ướt. Anh Cơ Bắp khắc một đường trên bàn, vẽ ra hướng đi cho bi số 10, giúp đưa bi vào lỗ khá là dễ dàng. Tiếp theo, bi cây sắt thành băng quá khiến cho anh Cơ Bắp không thể nào đánh được. Vậy là anh Chọc lại phải ra tay xử lý, đưa cho anh Cơ Bắp cầm lấy chiếc dù, còn mình thì tháo gỡ bản bi ra. Anh Cơ Bắp chỉ cần pha xẻ ngược bi lại là anh Chọc đưa lỗ 10 về đúng vị trí để hứng lấy bi. Sau cơn mưa thì trời lại sáng, hai anh lại có thể tiếp tục ván đấu. Nhưng bàn lúc này đã trở thành một chiếc hổ cá. Anh Chọc tiếp tục công việc làm trợ lý cho anh Cơ Bắp, đặt bi cái lên bụng rùa. Anh Chọc giúp tốt quá là nhiệt tình, đến tận chân răng khiến anh Cơ Bắp không nhịn nổi cười. Việc còn lại của anh Cơ Bắp là đưa nút bi 8 vô lỗ.